chính sách đối ngoại láu cá ba dọi của Việt Nam đã phải trả giá như thế nào. Trước năm 1986, nền kinh tế Việt Nam là kế hoạch hóa theo mô hình chung của chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, cái gọi là công cuộc đổi mới lãnh đạo Việt Nam quyết định đưa nền kinh tế chuyển sang mô hình kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa. Nhưng để giấu giếm sự phản bội đối với chủ nghĩa cộng sản, điều mà ông Hồ Chí Minh đã chọn, họ thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa vào sau cụm từ kinh tế thị trường. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam mang cái tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chẳng giống ai. Trên thế giới, chỉ có duy nhất Việt Nam mới có khái niệm lạ kỳ đến như vậy. Đó là lý do vì sao lâu nay các quan chức lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Mục đích Việt Nam hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng điều đề nghị này đến nay vẫn không đạt được kết quả. Được biết, Việt Nam đã được 69 quốc gia trên thế giới công nhận có nền kinh tế thị trường, nhưng Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn phương Tây dứt khoát không thừa nhận. Tại Việt Nam, Việt bị Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 1 dẫn bản tin từ một hãng tin quốc tế loan báo với tiêu đề Việt Nam, việc Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. Bản tin cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng đã phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 1, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc gán nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội. Đồng thời, ông Dũng cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Vẫn theo hãng tin quốc tế nêu trên, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng còn cho rằng Việt Nam không đáng bị liệt vào diện kinh tế phi thị trường, một quy chế do Mỹ định danh, trong đó có 12 quốc gia trên thế giới. Đại sứ Dũng cũng cho rằng hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem liệu có thể chấp nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó, những nước tệ nhất thế giới ư? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Được biết, sau khi bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường, Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống phá giá của Hoa Kỳ. Việc định danh Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường cũng được Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc và Nga cùng một số nước khác với lý do có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế. Hoa Kỳ đã áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia bị liệt vào danh sách nêu trên. Nói rõ hơn, đó là các quốc gia có nền chính trị độc đoán. Khi họ không tuân thủ nghiêm ngặt, đúng và đủ khái niệm kinh tế thị trường thì lập tức bị đưa vào danh sách trên, mà Việt Nam là một ví dụ. Vào năm 2023, khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, thì trong cùng một năm, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam được hứa hẹn rằng sẽ xem xét. Theo luật định của Hoa Kỳ, quá trình xem xét sẽ phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là khoảng giữa tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ có câu trả lời. Theo giới chuyên gia, về mặt nguyên tắc, một quốc gia tôn trọng luật pháp như nước Mỹ thì khả năng Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách nhóm 12 quốc gia có nền kinh tế phi thị trường trong điều kiện hiện nay là điều không thể. Ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam do thiếu hiểu biết, đôi khi đưa ra các tuyên bố bừa, nói ẩu hay nói lấy được mà họ không lường được hết các hậu quả. Ví dụ trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm 2023, ông Võ Văn Thưởng có nói rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điều này cho thấy Việt Nam giống hệt như Trung Quốc, vậy làm sao qua mắt được các quốc gia phương Tây đây? Giới phân tích cho rằng lãnh đạo Hà Nội không biết việc ăn ở hai mặt kiểu lá mặt lá trái là điều mà Hoa Kỳ và các nước phương Tây rất ghét. Đó là lý do vì sao mặc dù Việt Nam đã được ký kết thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Nhật Bản nhưng vẫn phải xin họ công nhận là nền kinh tế thị trường mà họ vẫn dứt khoát không cho. Cũng đừng quên mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài, các thể chế chính trị chuyên quyền. Vì đó là mầm mống của sự bất ổn trên thế giới, trên bình diện toàn cầu. Một khi ban lãnh đạo của Hà Nội vẫn giữ chính sách đu dây bắt cá hai tay, dựa Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế nhưng vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài, thì không bao giờ Mỹ và phương Tây mới chịu mở hậu bao giúp đỡ và ít nhất là không công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chính sách đối ngoại láu cá Bà Rọi của Việt Nam đã phải trả giá như thế nào. Huy động vàng trong dân, chủ trương gửi trứng cho ác để lừa dân của ông Thủ Chính. Chuyện các quan chức lãnh đạo của Việt Nam cho rằng tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm là bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam luôn tìm cách móc hầu bao của người dân là chuyện có thật. Vào ngày 25 tháng 1, tờ báo điện tử Vietnamnet đưa tin với tiêu đề đề nghị lập sàn hút 400 tấn vàng trong két nhà dân. Bản tin cho biết tại tọa đàm giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức. Các chuyên gia đề nghị thành lập sàn giao dịch vàng để có thể huy động khoảng 400 tấn vàng đang nằm trong két của nhà dân. Tờ báo điện tử Vietnamnet đưa tin. Theo đó, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng hiện nay hầu hết người dân mua vàng để bỏ tủ, cất két để phòng rủi ro, thì đồng tiền đó có sinh lời và lưu thông hay không? Do đó, khi nhà nước có sàn vàng sẽ thay đổi tâm lý của họ. Thay vì mua vàng thì người dân sẽ mua chứng chỉ vàng, sẽ yên tâm hơn và tiện lợi hơn, không lo cất giữ vàng. Và khi đó, vàng sẽ là hàng hóa lưu thông trên thị trường. Điều đó có nghĩa là người dân đưa vàng cho nhà nước quản lý và sẽ nhận lại một tờ biên lai gọi là chứng chỉ vàng về cất trong két thay cho vàng thật trước đó. Trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung thấy rằng người dân giữ vàng là để phòng khi rủi ro, gửi cho tụi bay để nhận lại tờ giấy chứng chỉ gửi vàng. Nếu thời cuộc thay đổi, chế độ thay đổi, thì đốt tờ giấy chứng chỉ vàng ra mà ăn được à? Hay bản tính của con người là muốn kiếm lợi, người dân cũng muốn đầu tư sinh lợi, khi đủ cơ hội và an toàn pháp lý thì tự họ sẽ đầu tư, không cần ai thúc giục. Chắc chắn khi biết đề nghị của ông đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường thì 100% người dân sẽ lắc đầu và cười sự ấu trĩ của nhà nước khi muốn lừa dân. Trong quá khứ, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần vay tiền của dân như công phiếu kháng chiến từ năm 1948 tới đến năm 1952, công trái quốc gia phát hành 1947-1948, rồi công phiếu nuôi quân năm 1964. Lần cuối cùng, nhà nước Việt Nam phát hành công trái là năm 1985. Đó là những khoản nợ mà nhà nước phải trả. Nhưng đến nay, nhà nước đã lờ đi và người dân coi như đã mất không. Một cửa tiệm kinh doanh vàng tại Việt Nam được biết vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, khi đó, Bộ Tài chính Việt Nam có văn bản hứa sẽ trả nợ tiền công trái kháng chiến cho dân. Đài Á Châu Tự Do vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 cũng đưa tin tiền nợ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ phải được thanh toán cho dân. Đây là đề nghị của Bộ Tài chính hôm nay, ngày 17 tháng 7, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Nhưng sau đó thì không thấy có động tĩnh gì cả. Trở lại việc nhà nước tổ chức thị trường giao dịch vàng để hút vàng trong dân vừa ích nước vừa lợi nhà là chủ trương đúng và hợp lý. Chuyên gia tài chính, ngân hàng tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu trong một lần phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do đã giải thích như sau. Vay mượn theo kiểu đó là vay mượn có thế chấp và thế chấp bằng vàng. Có thể vay mượn với giá rất rẻ và lãi suất thấp và dùng số tiền đó để phát triển kinh tế. Nhưng hệ thống tài chính, ngân hàng phải đứng ra là người huy động số vàng đó và phát hành chứng chỉ vàng. Đó phải là chứng chỉ có trả lãi thì dân họ cảm thấy có lợi và đương nhiên nhà nước phải đảm bảo và rủi ro là 0%. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia tài chính, đa số thấy rằng nhà nước Việt Nam khó huy động vàng trong dân bởi dân chúng đã mất lòng tin trầm trọng với nhà nước. Việc huy động tiền vốn nhàn rỗi trong dân là điều không hề mới tại Việt Nam. Cụ thể vào năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã trình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương thu hút vàng trong dân. Nhưng kết quả, cơ quan chức năng không thể thực hiện được. Câu trả lời đơn giản là khi người dân mất niềm tin vào chính thể thì sẽ dẫn tới mất niềm tin tín dụng. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo các chuyên gia kinh tế có ý kiến nghi ngờ, hiện nay Việt Nam đang nợ rất ngỗ nước ngoài rất nhiều. Từ khoảng 40 đến 50 tỷ đô la và mỗi năm phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế từ 6 đến 8 tỷ đô la. Đặc biệt là những năm đến 10, 12 tỷ đô la. Nhiều năm gần đây Việt Nam không có tiền để dự trả nợ mà phải vay để mà đảo nợ. Vì vậy, việc huy động vàng để trả nợ cũng là một rủi ro nếu mất khả năng thanh toán. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn thì sẽ khiến người dân tin tưởng đưa vàng ra đầu tư, thay vì cất giữ như hiện nay. Vấn đề cần thiết là phải tạo được lòng tin cho người dân, nhưng bằng cách nào đây? Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian gần đây
nhất là các vụ SCB vừa qua, đã gây thêm nghi ngại nhiều hơn trong người dân. Vấn đề là chính phủ Việt Nam phải nghĩ cách cải thiện môi trường, tạo cơ sở pháp lý để người dân an tâm đầu tư. Khi người dân tin tưởng nhà nước thì họ sẽ đầu tư. Đừng để người dân mãi tin rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Huy động vàng trong dân chủ trương gửi chứng cho ác để lừa dân của thủ chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.